Hello, xin chào các bạn. Đây là một con bướm màu vàng. Ban ngày mình thường hay thấy nha các bạn. Đây, ban đêm nó nằm im. Nó ngủ, nó sải cánh nha các bạn. Đây. Một chiếc lá, đậu lên một chiếc lá nha các bạn. Rất là bình thường, giản dị. Zoom rõ nha các bạn thấy nha các bạn. Đây. Đó. Cánh nè. Mình bắt thử bướm nha các bạn xem nha. Bay, nó bay rồi.